Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tài sản bất minh của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đọc trên báo thì thấy có tin, sau 3 kỳ thảo luận, các đại biểu Quốc hội vẫn chưa nhất trí việc tịch thu hay đánh thuế hay đưa ra tòa với tài sản không chứng minh được nguồn gốc. Thậm chí qua phát biểu lấy ý kiến vẫn không quyết định được số phận tài sản này. Đồng thời khi lấy ý kiến các đại biểu thì chỉ có 209 trên tổng số 456 ý kiến, chiếm 45,93% số đại biểu tham gia cho ý kiến, tức là chiếm 43,9% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành phương án giải quyết tại tòa án. Phương án đánh thuế thu nhập còn nhận được ít sự ủng hộ hơn, chỉ có 156 trên tổng số 456 ý kiến, chiếm 32,76% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Ngoài ra, 40 trên tổng số 456 đại biểu Quốc hội, chiếm có 8,2% số đại biểu Quốc hội, đề nghị giữ như quy định của luật phòng chống tham nhũng hiện hành. Chỉ có một ý kiến đề nghị tịch thu và 31 đại biểu Quốc hội, chiếm 6,3% tổng số đại biểu Quốc hội, không thể hiện chính kiến của mình. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Tuổi Trẻ với giật tít tranh luận nảy nửa việc xử lý tài sản không rõ nguồn gốc ở Quốc hội Việt Nam. Có lẽ đây là một trong những vấn đề bàn cãi trong Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam mà lại có những con số khác biệt đến như thế này. Thường tỷ lệ tán thành là trên 90% và có lúc tới 99,9%. Tại sao vấn đề này lại có những con số khác biệt đến như vậy? Lý do đang bàn là về vấn đề dính dáng đến quyền lợi của các đại biểu. Tất cả các đại biểu Quốc hội ở nước ta đều là cán bộ lãnh đạo đương chức. Và nếu tất nhiên tham nhũng chỉ có ở những người đang có quyền lực, dân đen thì lấy gì để mà tham nhũng cho ra? Do vậy, khi đụng đến chuyện tịch thu, đánh thuế hay đưa ra tòa tài sản không chứng minh được nguồn gốc, tức là đụng chạm đến đồng tiền nhờ quyền lực mà có, tức là tham nhũng. Mà tài sản tham nhũng thì lấy đâu mà chứng minh được nguồn gốc bây giờ? Đồng tiền đi liền khúc ruột, dù là đồng tiền bất minh, đồng tiền phạm pháp cũng đã là tài sản của các ông. Dễ gì các ông ấy lại bấm nút để biểu quyết tán thành việc tịch thu tài sản của mình. Ai lại dại làm như thế? Cho nên các ông không đồng tình là hợp lý thôi. Phần đông chấp nhận giải quyết tại tòa, bởi thật sự tài sản có được do tham nhũng hối lộ thường được phân tán cho người thân, con cháu, họ hàng đứng tên cả rồi. Ra tòa thì chẳng còn gì cả. Hơn nữa, ra tòa thì chạy trọt, nén bạc đâm toạc tờ giấy, chám tiền vào thì mọi việc êm đẹp cả thôi. Đây là hình ảnh căn nhà gỗ 80 mét khối gỗ của chi cục trưởng Kiểm Lâm Quảng Trị được cho rằng tất cả đều là gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp. Nói như ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao rằng hiện có những người hơn hai mấy năm qua, 31 tuổi đã đứng tên những tài sản cả trăm tỷ, ngàn tỷ. Chúng ta biết hết nhưng không xử lý được vì quyền sở hữu của công dân chúng ta không đụng vào được. Nhưng nếu có luật đăng ký tài sản, khi anh đăng ký một tài sản mới, anh không chứng minh được nguồn gốc tài sản thì anh bị thăm hỏi ngay. Như thế chắc chắn là sẽ không còn chỗ ẩn nấp cho những nhóm tài sản tham nhũng. Như vậy, khi ra tòa án, chẳng còn tài sản bao nhiêu để thu hồi. Có 32% ý kiến chấp nhận thu thuế với tài sản không chứng minh được. Theo phương án này, trường hợp kết luận tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc và cơ quan có thẩm quyền không chứng minh được do thu nhập từ vi phạm pháp luật mà có, thì cơ quan kiểm sát tài sản thu nhập chuyển vụ việc cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền yêu cầu thu thuế thu nhập cá nhân đối với phần tài sản này. Kiểu này cũng là khôn, khi có vấn đề phải bị điều tra, lòi ra tài sản bất minh chỉ cần chấp nhận đóng thuế thu nhập là xong. Tiền bạc, tài sản vẫn còn đó, có sứt mẻ chút xíu cũng chẳng chết thằng nào. Thật là khôn quá đi chứ, đóng thuế xong là xong, chẳng vướng phải tội gì. Tài sản nhiều mà, đóng thuế một ít cũng chẳng sao, phần còn lại là hợp pháp, ăn ba đời cũng chưa hết. Đây là hình ảnh ông đại tá Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo đã khai nhận hối lộ 5 tỷ đồng trước tòa. Tuy nhiên, đó chỉ là số lẻ vì Phan Anh Vũ khai đã đưa cho Linh 5 lần với số tiền lần lượt là 500.000 đô la, 10 tỷ đồng, 2 triệu đô la, 1 triệu đô la và lần thứ 5 đưa 1 triệu đô la nữa. Thật đáng thương cho một đại biểu cô đơn đồng tình với việc tịch thu tài sản bất minh. Có lẽ vị này chưa dính tham nhũng, chưa có tài sản hoặc chưa có cơ hội để có tài sản tham nhũng.
cũng có thể vì vị này tự tin đã tạo ra vành đai an toàn cho số tài sản của mình hay sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Có 31 vị chọn im lặng là vàng, không biểu quyết. Tội gì? Cứ để mọi người có cho ý kiến, xem tình hình thế nào đã. Im lặng đúng lúc là một hành động cũng khôn ngoan. Cứ lặng lẽ, đừng để lòi mặt chuột ra là được, chứ trường mặt ra có khi lại dĩnh bẫy oan. Qua những con số trên mới thấy, việc kê khai tài sản của cán bộ, quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một trò đùa. Có mấy ai khai thật và luật pháp cũng chưa có một biện pháp gì để xử lý khi cần thiết. Mà khi có khui ra cũng chưa có điều luật nào để giải quyết, tòa xử, đánh thuế hay tịch thu, cho đến bây giờ vẫn còn chưa rõ ràng. Theo quy định của pháp luật hiện tại Điều 128 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015, việc kê biên tài sản chỉ được áp dụng khi nào đối tượng bị khởi tố bị can hoặc bị đưa ra xét xử. Còn trước đó, dù đối tượng có bị thanh tra, kiểm toán, kể cả trong thời gian khởi tố vụ án, nhưng chưa khởi tố bị can, cũng đều được miễn trừ trách nhiệm. Như vậy, người phạm tội được hưởng quyền bất khả xâm phạm về tài sản, sở hữu. Đây chính là kẽ hở của pháp luật, vô hình chung biến thành những quãng thời gian vàng, giúp cho tội phạm có điều kiện tẩu tán, che giấu, hợp lý hóa tài sản phạm tội mà có. Một đại biểu đã từng phát biểu như vậy. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc đã chi tới 2,5 triệu đô la cho tấm hộ chiếu của đảo Ship, nhưng cả vợ và con trai ông ấy cũng đều có hộ chiếu Ship cả. Chỉ khi báo chí nêu câu hỏi trong cuộc họp báo thì ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng không nên truy hỏi suy diễn số tiền này từ đâu ra. Cũng theo luật khoản 3 điều 128 Bộ luật hình sự vào năm 2015 quy định, chỉ kê biên bán tài sản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu hoặc phải bồi thường thiệt hại, cũng làm khó cho cơ quan tố tụng vì nội hàm rất trừu tượng. Có rất nhiều vụ án liên quan đến hàng ngàn tỷ đồng nhưng tiến hành và xử lý chậm chạp, nhiều khê, qua nhiều tầng, nhiều lớp, khiến cho việc kiểm kê hoặc kê biên tài sản kéo dài trong giai đoạn điều tra. Truy tố là nguyên nhân dẫn đến nhiều đại án khó thu hồi tài sản của phạm pháp mà ra. Tài sản bị tội phạm chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng là đặc biệt lớn. Đối tượng phạm tội là người có chức vụ, quyền hạn, người có chuyên môn, nghiệp vụ, nên thường sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để che giấu hành vi phạm tội, che giấu nguồn gốc, hình thành tài sản do phạm tội mà có, che giấu đường đi của dòng tiền nên rất khó phát hiện và thu hồi. Ông Lê Minh Chí đã nhấn mạnh như sau, các hoạt động kinh tế phải minh bạch thì chống tham nhũng, thu hồi tài sản mới tốt được. Quyết tâm nhưng thu kê biên không đúng luật thì người ta kiện, đúng hay không thì phải xác minh, và trong quá trình xác minh thì họ tẩu tán mất rồi. Đây là hình ảnh biệt phủ ở Yên Bái gây xôn xao dư luận cả nước, nay cũng đã chìm xuống. Cho nên việc này phải giải quyết bằng nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó có biện pháp căn bản là pháp luật để chúng ta có thể thu hồi tốt hơn. Tôi nghĩ cứ phạm tội là kê biên tài sản ngay, điều tra xử lý, tiền nào có nguồn gốc rõ ràng thì trả lại, tài sản bất minh không nguồn gốc thì tịch thu, cho vào công quỹ. Làm ngay khi có lệnh bắt thì còn hy vọng, chứ đợi điều tra thì nó tẩu tán mất rồi, còn đâu. Ở xứ này mà chờ minh bạch là thua rồi. Nhưng giờ lấy gì để minh bạch? Có thằng tội phạm tham nhũng nào mà tự khai, chẳng có ai cầm dao tự cắt cổ mình, chẳng có ai lại đi tự bấm nút đồng tình với việc tịch thu tài sản của mình. Bàn về biện pháp ngăn ngừa trộm cắp với thằng ăn cắp thì cũng bằng thừa. Thế mới thấy cán bộ ta đụng đến quyền lợi cá nhân là phân hóa rõ ràng ngay lập tức. Do vậy, họp thì cứ họp, bàn thì cứ bàn, nhưng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chuyện chống tham nhũng ở xứ ta là chuyện dài lắm tập, rối như tờ, khó mà gỡ, bởi anh chưa bị lộ, ngồi xử thẳng bị lộ. Rốt cuộc, chẳng có luật nào rõ ràng, minh bạch để xử lý cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021 với bản tin Chuyện tài sản bất minh, quan chức ở xứ ta. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bến Tre dân kiện chính quyền vì bị phạt khi ra ngoài mua 2 vỉ thịt heo. Ông Nguyễn Phúc Tâm,
một người dân ở Bến Tre vừa gửi đơn kêu cứu tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhằm khiếu nại quyết định xử phạt và giữ phương tiện mà chính quyền địa phương đưa ra đối với ông trong thời kỳ giãn cách xã hội. Ông này cũng đồng thời khởi kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7 thành phố Bến Tre yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính và trả lại xe máy cho ông. Theo phản ánh của ông Tâm, thì vào hồi tháng 8 năm nay, trong lúc thành phố ở miền Tây Nam Bộ đang áp dụng lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, ông đã bị chính quyền ở phường 7 xử phạt khi đi ra ngoài mua 2 vỉ thịt heo. Đây là hình ảnh quan chức Ủy ban phường 7 khi phạt ông Tâm và hóa đơn mua hàng ở Bách Hóa Xanh thời điểm tháng 8 năm 2021. Lúc đó là cái sự uất ức dữ lắm bởi bản thân không vi phạm mà ngày cuối gần hết giãn cách rồi, đi ra ngoài rồi bị công an phường bắt vô, vậy là ức quá. Vừa kêu cứu và cũng là vừa mách luôn các tình hình chống dịch ở địa phương có loạn như vậy đó. Ông Tâm cho biết lý do viết đơn kêu cứu. Cụ thể vào hôm 28 tháng 8, ông Tâm tới cửa hàng Bách Hóa Xanh chỉ cách nhà ông khoảng 350m để mua thực phẩm. Điều đáng nói là lúc rời khỏi nhà thì ông không hề thấy chốt kiểm dịch nào. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi cửa tiệm về nhà thì ông bị công an phường chặn lại và yêu cầu làm việc với lý do ra đường mà không có lý do chính đáng. Dù đã giải thích rằng dịch vụ đi chợ hộ đã không còn nên bản thân phải ra ngoài để mua thực phẩm, nên như vậy là chính đáng. Tuy nhiên, ông Tâm vẫn bị lập biên bản vi phạm hành chính và bị giữ phương tiện. Chưa dừng lại ở đó, vào hôm 19 tháng 8, một nhóm 8 cán bộ công chức địa phương đã đến tư gia của đương sự để đưa giải quyết xử phạt hành chính, trong đó ông Tâm bị xử phạt 2 triệu đồng. Không đồng ý trước cách xử lý vấn đề của chính quyền phường 7, ông Tâm đã từ chối đóng phạt, thay vào đó là hành động khởi kiện quyết định trên. Nói về việc chính quyền hành xử cứng nhắc, người đàn ông này cho biết rằng có thể ông bị chủ dập, có chủ đích. Ông nói như sau: không biết là phường nó có vấn đề gì mà loại trừ tôi ra ngoài cái sự quản lý hay không, nhưng mà từ lúc dịch chính phủ có ban hành là sẽ có vaccine cho những đối tượng tuyến đầu, thì lúc đó tôi là doanh nghiệp sản xuất cũng không kêu gọi trích vaccine luôn. Thứ hai nữa là quá trình dịch cũng không có hỗ trợ luôn, rồi bây giờ lại bắt chiếc xe của tôi luôn, thì tôi không biết là phải tôi có thành phần bị kỳ thị ở địa phương này nữa hay không. Tôi rất là bức xúc. Đây là hình ảnh nhân viên chính quyền huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An phá cửa cưỡng chế một phụ nữ F1 đi cách ly tập trung vì người này không đồng ý đi. Ngay sau đó, chính quyền cũng đã đồng thời khởi tố phụ nữ này với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Việc ông Tâm cho rằng bản thân bị chính quyền nhắm tới không phải là không có cơ sở. Bởi cách đây 3 năm, vào hồi tháng 8 năm 2018, ông Tâm đã kiện và buộc công an phường 7 phải công khai xin lỗi vì đã phạt hành chính ông, trong khi bản thân ông là nạn nhân của một vụ hành hung. Do vậy, ông cho rằng chính quyền đã có ác cảm với ông từ đó. Hiện đơn kiện với quyết định xử phạt hành chính mà phường 7 đưa ra đã được tòa địa phương thụ lý. Ông Tâm cho rằng ông sẽ đi đến cùng để buộc chính quyền phải hủy bỏ quyết định xử phạt và trả lại tài sản là chiếc xe máy của ông, vốn bị tịch thu từ hồi tháng 8 cho đến nay. Phóng viên của Đài Á Châu Tự Do đã liên hệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7 thành phố Bến Tre để xác minh sự việc, nhưng không nhận được phản hồi. Hôm 9/11, Tòa án Bến Tre tổ chức buổi đối thoại giữa người khởi kiện và bà Chủ tịch phường 7. Biên bản đối thoại thể hiện bà Chủ tịch Nguyễn Lê Phương Thảo đã bảo vệ quan điểm của mình, cho biết các quyết định của cơ quan này đưa ra là đúng vì trong thời điểm đó ở địa phương khi người dân đi chợ phải có giấy tờ. Và Bến Tre cũng đang thực hiện việc đi chợ thay cho người dân, phát cho người dân phiếu đăng ký mua hàng. Người dân đăng ký sau đó tổ chức đi chợ thay sẽ mua thực phẩm theo danh sách đăng ký của người dân rồi giao cho người dân. Kết thúc buổi đối thoại, cả hai bên đều không đồng ý với phần trình bày của đối phương và không thống nhất với nhau giải quyết toàn bộ vụ án. Đây là hình ảnh chính quyền phường Vĩnh Phú, huyện Thuận An, Bình Dương cũng cưỡng chế một người phụ nữ đi xét nghiệm bằng cách phá khóa cửa và bẻ quật tay bà ta. Cũng về chuyện đi kiện chính quyền thì bà Hoàng Phương Lan, người phụ nữ bị chính quyền cưỡng chế tàn bạo ở Bình Dương để đi test Covid, vẫn đang theo đuổi vụ kiện của mình bằng đơn khiếu nại hành chính và đơn tố cáo gửi lên công an với sự giúp đỡ của luật sư. Tuy nhiên, cả Ủy ban Nhân dân và Công an phường Vĩnh Phú, huyện Thuận An, Bình Dương đều không tạo điều kiện cho luật sư có mặt tại các buổi làm việc. Vì thế,
bà Hoàng Phương Lan và luật sư vẫn tiếp tục yêu cầu phải có mặt luật sư theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và từ chối làm việc khi không có mặt luật sư. Trên trang Facebook cá nhân của mình là một giáo viên dạy yoga, bà Lan cho biết bà mới phát hiện chấn thương cánh tay khi thực hiện các động tác của yoga. Lý do là do cú bẻ quạt tay quá ác nghiệt của các nhân viên công vụ khi xông thẳng vào phòng bà để cưỡng chế xét nghiệm COVID. Là người bảo vệ cho bà Hoàng Phương Lan, luật sư Ngô Thị Hoàng Anh mô tả trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Hãy nhìn kỹ cú bẻ tay này. Chúng nó ngoặc hai vòng xoắn vẹo từng khớp tay của Lan, một cô gái rất bé nhỏ. Đây là hình ảnh là giáo viên dạy yoga, bà Hoàng Phương Lan không thể thực hiện được động tác đơn giản trước đây vì chấn thương khớp tay và bả vai sau cú bẻ quạt tay đột ngột của nhân viên công quyền ở Bình Dương. Ngồi suốt một ngày để người phụ nữ này phải hồi tưởng tường thuật lại tất cả những hành vi, hành động, lời nói của một đám người man dợ, vô pháp của ngày hôm trước. Bao nhiêu clip hình ảnh rất rõ ràng, nhưng rồi cô ấy vẫn phải ngồi tường thuật, mô tả như bài tập làm văn lớp 4. Cú bẻ tay, cú lôi người, mỗi hành động, mỗi câu chữ đều làm cho cô ấy phải trực trào nước mắt. Là người ngoài cuộc và trong cái nghề này, vốn tưởng tôi nghe lại và vẫn nhức nhói cả tâm can và quá bất nhẫn cho tình cảnh của hai mẹ con cô Lan. Sáng nay, luật sư đi khảo sát lại hiện trường, còn bị một đội bảo vệ khoảng 6 ông hùng hổ gây sự. Biết động đến ai rồi, phải không? Thật không biết sống trong cái thời gì mà lạ vậy. Cô ấy còn một con đường dài. Đối với tôi, cô Lan đang vạch lại biểu đồ của nền pháp chế, chứ không phải chỉ có quyền lợi riêng cho cô ấy. Luật sư Ngô Thị Hoàng Anh đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Đây là hình ảnh tại Cà Mau đã cưỡng chế một người đàn ông 49 tuổi đi cách ly tập trung vào hồi đầu tháng 9. Cũng theo dõi vụ kiện này, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ cho biết. Hôm nay, chị Lan lên công an để ký biên bản tài liệu mà chị gửi kèm đơn tố cáo, tố giác tội phạm và chuyển sang cơ quan giám định. Sau khi biến cố xảy ra, đến phường ép test COVID bằng cách phá cửa nhà chị. Cu Ken, con chị cảm thấy bị tổn thương và chị đã hứa với con trai là sẽ làm sáng tỏ mọi việc bất cứ giá nào. Mặc dù biết đường đi sẽ còn dài, dù biết công lý khó được thực thi trong một xã hội luật pháp không hơn tờ giấy lộn. Và có thể còn lắm những khó khăn trên đường đi đơn độc ấy. Chị bị nhiều tác động có, áp lực có, song chị Lan vẫn quyết tâm đi tới cùng sự việc vì chị đã hứa với con trai của chị. Tôi nghĩ chị không chỉ làm tròn bổn phận là giữ lời hứa với con, mà chị đang định hình lại hệ thống luật pháp. Chị đang dạy cho những kẻ cầm quyền sống hãy tôn trọng pháp luật cũng như mọi người phải thượng tôn pháp luật. Không thể vì cậy quyền mà làm càn, nhất là đối với người yếu thế. Xã hội nào cũng có luật pháp, tôn trọng luật pháp để ta thấy xã hội công bằng và đáng sống hơn. Luật pháp làm ra có thể giữ trật tự cho an toàn xã hội ổn định. Anh vượt qua nó, chà đạp lên nó thì cần luật để làm gì nữa. Một người phụ nữ sống rất có tình cảm và thượng tôn luật pháp ở xã hội này như chị thật hiếm. Ngồi tâm sự cùng với chị mới thấy hết được những sự mạnh mẽ trong con người của chị ấy. Nghe câu chuyện chị kể mới thấy làm người thật sự không khó, đơn giản là biết giữ lời hứa và sống đúng lương tâm của một con người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021 với bản tin Bến Tre dân kiện chính quyền vì bị phạt khi ra ngoài mua 2 vỉ thịt heo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de cũng như bấm nút ủng hộ cho Thời báo .de. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.